Nhật bé Quỳnh Như, má hai thay mặt ông bà, cha mẹ, cô, chú, cậu, dì, anh, chị, em, bạn bè gần xa chúc con luôn vui vẻ, bình an và hạnh phúc nè, lúc nào cũng học giỏi nha, ngoan ngoãn hiếu thảo nè, rồi chúc con vui vẻ nha. Rồi bắt đầu chuẩn bị thổi bong bóng luôn. Đây. Chị Hai Nhung đi lấy bánh kem cho bé Dương nè. Như quay mặt qua đây. Quay mặt đây nè. Tâm lại đây, chứ đây đây. Quay cùng dạng Khánh tôi đây. Khánh ôm ơi. Ôm đi Khánh. Đây có chị lớn nè. Rồi dơ lên hai cây trọng. Ừ.
cầm ly lên vô coi. Cầm ly lên nha, chuẩn bị. 2, 3. Vô. Uống coi. Rồi ăn đi, quay cho thấy mặt đứa nha. Đây là Nhã Hân. Rồi đây là ai? Khánh. Rồi. Rồi phát kẹo đi, cho mấy bé ăn kẹo. Rồi nhảy đi. Tăng 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 tăng. Khánh đứng lên. Bé Như, bé Như nhìn lên đây, bé Như, Như nhìn lên đây. Trọng tặng cái áo á hả, đẹp quá ta. Ừ. Sao Khánh tặng chỉ vậy? Đưa cho Như đi Tâm. Lại đây. Được rồi. Khánh, Khánh nhìn lên đây, Khánh Như, nhìn lên đây chào coi.